Hello xin các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kirei và chào mừng các bạn trở lại với Mini World. Hôm nay thì sẽ có hai nội dung chính mình muốn chia sẻ cho mọi người. Cái thứ nhất là về phần còn lại của thanh kim gãy ha. Cái này thì ở trên mạng Trung Quốc họ làm khá là nhiều, mình không biết là có đúng thật hay không. Thì chúng ta sẽ ngồi xem và kiểm nghiệm là có phải là hàng thật hay không nhé. Tại vì các bạn cũng biết là thanh kiếm thì nó làm một phần của trong cái khu đánh rồng, khu núi lửa đấy, khu sao núi lửa. Thì để xem đó là cái phần còn lại nó như thế nào, không biết là có đúng hay không, hay là chỉ là hàng giả, hàng kiểu như là mọi người chôn thôi. Thì cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình muốn chia sẻ về thông tin về cái sự kiện ngày 1 tháng 6 là Quốc tế thiếu nhi nhá. Thì không biết anh em nào làm cái sự kiện đó chưa. Ok, trước khi đến với nội dung chính thì các bạn cho mình xin một like và cũng như một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Vì đó là động lực rất lớn để mình làm những video tốt hơn mỗi ngày nhé. Thì đây là một vài hình ảnh về cái clip về phần còn lại của thanh kim gãy ha. Thật sự là trông khá là ngầu các bạn ạ. Như kiểu là gọi là võ hiệp các thứ ấy, võ đăng rồi các thứ múa kinh thật. Nói chung là cái kiếm này trông mình rất là đẹp luôn. Và mình nghĩ thì đây là một thanh kiếm mô hình thôi chứ không phải là thanh kiếm thật đâu. Tại vì các bạn để ý kỹ một tí đi thì nhìn cái hình ảnh của nó không được gọi là nuột nà cho lắm, không được 3D cho lắm, trông nó không có giống với cái việc mà bên nhà phát Mini World họ làm những cái vũ khí khác ấy. Thì mình nghĩ đây là mô hình thôi, còn không biết là các bạn nghĩ thế nào. Ban đầu mình tưởng là đó là thật các bạn ạ, mình cũng khá là tin đấy, tại vì nhìn nó thật, giống thật cực kỳ luôn. Và cũng như mình phải công nhận một điều là bạn nào mà làm cái mô hình này thật ghê luôn, nhìn kiểu như thật vậy, hàng ôi giời, làm hiệu ứng các thứ các bạn vừa khít luôn. Trên mạng xã hội Trung Quốc thì mọi người kiểu như là chia sẻ nhau khá là nhiều á, nên là mình kiểu đang hơi kiểu thắc mắc là có thật hay không, nhưng mà hóa ra là không các bạn ạ. Đây chỉ là mô hình thôi, làm tôi tưởng thật. Nhưng mà dù sao thì các bạn nào mà làm cái phần còn lại của thanh kiếm này thì thật sự là khá là đẹp đấy. Mình không biết là cái phần còn lại thì nó có hình ảnh hay không, hay là do bạn này bạn tưởng tượng ra rồi bạn làm được các bạn. Chứ nếu mà có hình ảnh, nếu mà chưa có hình ảnh mà và tưởng tượng mà bạn làm thì nhìn khá là ok đấy. Theo mình được biết nha, không biết là có đúng hay không, thì nội dung trong game là cái thanh kiếm, cái phần còn phần cán kiếm này, nó là phần mà chấn giữ con rồng các bạn. Khi mà cái vị hiệp sĩ nào đấy mà làm rơi cái thanh kiếm này xuống khu lava thì nó bị gãy ra. Thì mình nghe láng máng là vậy thôi, mấy anh Trung Quốc bảo vậy chứ không biết là đúng hay không. Thì nghe cũng có hợp lý nha, tại vì khi mà các bạn để ý á, các bạn đến khu sao núi lửa, các bạn trước khi đánh rồng á thì các bạn sẽ phải click vào cái thanh kiếm để nó có thể mở khóa con rồng. Thì cũng giống như cái việc các bạn mở khóa phong ấn con rồng bị trói bởi cái kiếm á, để các bạn đánh nó ha. Mình nghĩ là vậy, thì không biết là có đúng hay không. Đây là chỉ là giả thuyết của mấy anh em Trung Quốc thôi. Còn các bạn nghĩ thế nào về cái cốt truyện về cái thanh kiếm này ha? Và mình sẽ chia sẻ một vài thông tin khá là thú vị ở cái phiên bản mới này ha. Thì cụ thể là nó có một vài cái lỗi các bạn ạ. Đó chính là cái lỗi mà khi mà chúng ta chơi chung với bạn bè đồng đội. Thì sau khi mà vào chơi chung thì lên hành tinh Horat, các bạn sẽ sử dụng cái quyền dịch chuyển để về nhà đúng không? Để về khu mà chúng ta đi về nhà. Thì sau khi ấn vào nó thì nó sẽ bị văng ra ngoài khỏi vũ trụ luôn. Và mình không hiểu lý do vì sao. Có lẽ đây là một trong những cái lỗi mà chơi chung với nhau, chủ phòng thì cũng sẽ bị lag luôn các bạn ạ. Tức là cái bạn thành viên nào mà bấm ấy, thì là cả hội bị hết luôn. Là chủ phòng các thứ là bị lag, bị đơ hết. Thì đây là một trong, mình nghĩ đây là một trong những cái lỗi mà khá là nặng ở phiên bản này ha. Không biết là khi nào mà về Việt Nam thì họ có fix được cái lỗi này không, chứ không là khá là căng đấy. Tại vì các bạn cũng biết là trên hành tinh Horat chúng ta đi khá là xa, mà để mà về nhanh thì chỉ có sử dụng cái quyển dịch chuyển đấy, cái tấm dịch chuyển đấy thì nó nhanh thôi, còn không là đi bộ là khá là mệt. Hết cái mặt nạ oxy rồi thì đi như con rùa vậy các bạn. Thì đây là một trong cái lỗi mà tình cờ thì thằng em mình nó chơi nó phát hiện được ha, thì nó chia sẻ lại với mình. Nên là anh em nào mà chơi chung bạn bè với nhau thì cẩn thận với cái lỗi này nha. Đừng có bấm mà hãy đi tìm cho mình một cái trạm không gian nào đó để có thể di chuyển về trái đất. Và có một thông tin mình muốn chia sẻ đến cho mọi người ha, thì đó là về phần là cái kéo. Nhiều bạn kêu rằng là nó vẫn còn cái kéo trong phiên bản mới mà, thì đúng đấy còn đấy, nhưng mà quan trọng, cái điều quan trọng là thế này, là cái kéo còn nhưng mà không dùng được các bạn ạ. Có thể các bạn chưa biết thì ở trong cái phần mục phần đồ các thứ này thì kéo xuống dưới nó mới có cái kéo, nhưng nó không hiện công thức để chế nữa rồi các bạn ạ. Tức là cái kéo này là nó thể hiện chỉ là kiểu như là ở phiên bản trước là mình có cái kéo này nhưng mà bây giờ không dùng được nữa, kiểu vậy thôi. Giống như là cái khối đá hắc diện thạch này các bạn, đấy cũng không có công thức luôn. Nó có một số món đồ tuy là vẫn còn nhưng mà không có công thức.
cổng di chuyển xuống lòng đất này cũng có hình ảnh các thứ vẫn họ không xóa đi, nhưng mà vẫn để lại công thức, vẫn để lại hình ảnh cho mình, tuy là không có công thức thôi. Thì cái kéo này các bạn sẽ băn khoăn rằng là có dùng được hay không ha. Thì thực sự là không dùng được nhé mọi người. Mình sẽ chuyển sang chế độ sáng sinh tồn này. Và các bạn sẽ thấy rằng là sau khi mà mình ấn hai nút, cả nút trái nút phải, thì nó chỉ ra một cái gọi là cái nắm đấm thôi. Và cái nắm đấm này là phải dùng bằng rìu mới chặt được. Thì coi như là cái kéo này khá là vô dụng ha. Chúng ta không để làm gì nữa ngoài cái việc mà chỉ gọi là để dùng để trang trí các thứ thôi, làm lưu lại kỷ niệm thôi. Nên là bạn nào mà ở phiên bản này thì mà có nhiều kéo thì nên để lại ha, giữ lại làm kỷ niệm. Tại vì về sau là không chế được nữa đâu, thì cũng không có nữa đâu. Đây là kiểu như là một vài hình ảnh mà còn sót lại duy nhất mà chúng ta giữ lại ở phiên bản cũ thôi. Chứ không có dùng để làm gì cả, chỉ là vật lưu niệm mà các bạn. Mình cũng không hiểu lắm là bởi vì game khá là logic mà tại sao lại bỏ cái này đi. Mặc dù là cái này khá là hay, tại vì việc lấy lông cừu này rồi cắt lá, cắt cỏ các thứ này cũng hợp lý đấy chứ. Chứ thay vì cái việc mà sử dụng cái rìu mà ép dòng thu hợp chuẩn vào thì nó hơi không thực lắm, mặc dù là game lại hướng tới chân thực. Và đó là tổng thể nội dung về cái thanh phần hoàn lại của thanh kiếm gãy ha. Theo các bạn thì các bạn có tin không? Nó là thật hay là giả? Còn mình thì mình nghĩ là chắc là nó là giả thôi, không phải là hàng thật đâu. Tại vì nhìn nó cũng hơi gọi là không đúng lắm. Nó kiểu có cái gì đó nó sai sai, mặc dù là nhìn thì có vẻ thật. Đấy, còn anh em nghĩ thế nào về cái thanh kiếm gãy này ha? Là thật hay là giả hay comment phía dưới nhé. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang đến với nội dung thứ hai về cái sự kiện là ngày quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 nha các bạn. Thì ở cái sự kiện này có khá là nhiều đồ khá là ngon đấy, nên là mình muốn chia sẻ thông tin về cái sự kiện này ha. Và để hoàn thành được cái nhiệm vụ này ấy, thì các bạn sẽ ấn cho mình vào cái phần quà. Thì ở trong cái phần hoạt động này nó sẽ có gọi là kho báu lễ thiếu nhi. Các bạn click vào cho mình thì ở đây nó có rất là nhiều phần quà luôn. Ví dụ như là cái mắc nhất là skin mini X. Cái này là vĩnh viễn nhá mọi người, khá là ngon luôn đấy. Anh em nào ráng mà kiếm được cái skin này trông khá là ngầu lòi. Còn bạn nào có rồi thì có thể mở những cái phần gọi là nhỏ nhỏ. Ví dụ như là cái này cái khung thì phải, mình nhớ không nhầm, là cái khung avatar. Đấy, và một cái skin nữa là skin Squid à. Cái này cũng rất là ngon các bạn. Cái này thì mình không thích lắm, tại vì nhìn mình không thích cái hình dáng này ấy, nó kiểu nó hơi vũ trụ ấy. Nhưng mà anh em nào chưa có thì mở sưu tập cũng được. Còn lại thì thích thì mở cái khung. Ở đây có nhiều khung như con này con chuột à, con chuột con mèo gì đấy. Rồi con gấu này, con cáo này, có cả con cú mèo nữa các bạn. Dưới này thì có quần này quần đi bơi à, đấy. Rất là nhiều luôn. Để làm được cái sự kiện này thì chúng ta sẽ phải vào phần quà tặng nha các bạn. Chúng ta sẽ vào phần quà tặng và ấn vào kho báu lễ thiếu nhi. Thì cái này là các hình thức, ví dụ như là ban đầu là đăng nhập này. Đây mình đã đăng nhập rồi nên là mình đã nhận rồi này các bạn. Và đăng nhập hàng ngày các bạn sẽ được nhận luôn. Cái này thì có một điểm thôi hàng ngày, nhưng mà cũng nhận kiểu cho nó có. Ở đây thì có chơi liên thông hàng ngày này, mình có chơi rồi này. Và mình sẽ ấn nhận quà nha các bạn. Đấy, ở đây là chế độ sinh tồn 1200 giây, tức là các bạn chơi khoảng 1200 giây là được. Tức là khoảng đâu đó tương đương khoảng 20 phút đấy các bạn. Và khám phá sinh tồn, khám phá trong rừng mưa thì mình nghĩ là các bạn chỉ cần vào rừng mưa và đứng ở đó khoảng tầm 300 giây là có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Hạ gục thần rắn thì cứ tạo map rồi đi tìm thần rắn đánh thôi, khá là dễ các bạn. Thuần hóa thành công một con khỉ này, rồi lần đầu đánh bại boss này. Thần rắn phần thưởng cái trên là gì? Hạ gục thần rắn ở dưới đánh boss nữa à? Cái này hơi khó hiểu nha. Nhưng mà chắc là mình sẽ thử sau. Đăng nhập trong 5 ngày. Mấy cái này khá là dễ, ở dưới là chỉ là phần đăng nhập thôi. Nên là các bạn cứ chịu khó đăng nhập giúp mình, biết đâu lại nhận thưởng là gọi là quà ngon các bạn. Bây giờ quà đây khá là ngon đấy. Mình hiện tại đang có 11 cái rồi, mình chưa đổi được cái gì. Nhưng mà sắp tới có lẽ là mình sẽ đổi cái nào ta. Mình sẽ đổi mấy cái khung này. Mình rất là khoái cái khung, hoặc là cái quạt khá là dễ thương. Thì skin thì mình không thích lắm, tại vì mình có skin DIY rồi nên là mình cũng không có dùng mấy cái skin này là nhiều lắm. Và ok, thì đây là hai nội dung chính mà mình muốn chia sẻ đến ha, cũng như là một vài thông tin thú vị về cái phiên bản cập nhật Mini World. Thì theo các bạn nghĩ thế nào về cái phiên bản này, liệu rằng là nó có đáng để chơi hay không, liệu rằng là các bạn có muốn tải về để chơi cái phiên bản này hay không ha, thì hãy comment phía dưới nhé. Chắc là mình cũng xin dừng clip tại đây thôi, tại vì hai thông tin chính thì mình cũng đã nói hết rồi, cũng không còn gì nữa để nói nữa. Nên là hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.